cái gì đặc biệt trong gánh bánh canh bột sắt đã tồn tại trên 40 năm trong một con hẻm nhỏ ở ngay tại thành phố Bến Tre. Hãy cùng Ngọc khám phá nhé. Cô ơi, bây giờ mình còn gì cô? Cánh. Cánh. Gian. Thôi vậy cô lấy hết cho con đi. Còn gì lấy hết cho con đi. Này cho con hai tô. Rồi. Dạ. Là do là Ngọc ghé hơi trễ cho nên bây giờ cô còn cái gì thì Ngọc sẽ dùng hết cái đó. Tại vì cô bán là từ 3:30 chiều là cô đã có bán rồi, mà bây giờ thì trễ rồi, Ngọc ghé là nó cũng gần hết rồi, cho nên còn gì ăn đó. Bình thường thì mình đi sớm lại thì cô sẽ có đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Đây là bánh canh bột sắt, bánh canh vịt nha các bạn, bánh canh vịt bột sắt. Bánh canh bột sắt cô Sòn nha các bạn, nằm ngay chỗ đầu đường Chi Lăng dưới chân cầu Bến Tre 1. Cái bột này là mình tự làm hay sao cô? Làm luôn con. Dạ. Làm không à? Dạ. Bột sống nhiều không? Chín. Còn cái kia đó bột lọc, lọc hết rồi, hết chất bột rồi. Dạ. Cô cắt ra giùm con nha. Dạ. Cánh bánh canh mình được bao nhiêu năm rồi cô? Bạn ơi, 40 năm bán bánh canh ở đây rồi đó các bạn. Là mình chỉ bán ở đây thôi hả cô? Dạ. Dạ. Các bạn có về ngang Bến Tre, mình ghé chợ Bến Tre vào buổi chiều á, mình hỏi gánh bánh canh bột sắt của dì Sòn hầu như ai cũng biết hết á. 40 năm rồi, lớn hơn tuổi của Ngọc nhiều lắm luôn á. Vịt này mình nấu á là vịt gì cô? Vịt trắng á con, vịt siêu trắng á. Dạ. Chứ giờ đâu có ai xài sọc sọc như trước nữa. Dạ. Cái đó là người ta bỏ luôn rồi. À. Con nhớ hình như là trong bánh canh này mình có nước cốt dừa không? Không. Không. Con ớt luôn không? Dạ con ạ. Thôi để đi tí nữa con bỏ vô. Ở đây là có cô với chú, có ai phụ mình nữa không có cô? Có trai con. Dạ. Có thằng trai. Nó dọn ra năm bữa xong xuôi về. Mình ở gần em cô. Dạ sao chị bị con? Dạ. Là mình gánh cái gánh này hả cô? À, xe lôi chở con. Có xe lôi. Đây là cái chiếc xe lôi và cái gánh hàng rong của cô các bạn. Xe lôi chở gánh. 40 năm nhìn tuổi đời nó có khác ha các bạn. Để Ngọc lên Ngọc thử thôi. Lên được. Con lên được mà đúng không chú? Được. Không có gì hết trơn, con đứng tự nhiên. Trời ơi. Con chạy thử à. Không chạy. Đạp mà nó không chạy. Tiền hả? Chắc chú cột lại đó, không chống chân tới luôn. Ở cái xe okay, cái xe và cái gánh con châu đất là có hết trơn. Dạ. Ở châu đất là có hết trơn. Sau lưng Ngọc á là cây cầu Cái Cối ngày xưa, bây giờ nó là cầu Bến Tre 1 á các bạn. Còn cái tòa nhà cao đó là khách sạn Diamond nổi tiếng của thành phố Bến Tre mình đó. Và đây là cái mâm của Ngọc. Ở đây mình ngồi lề đường nha các bạn, nên là để có những cái ghế vậy nè, ngồi cái tướng ngồi vậy nè. Đó. Giờ còn cái gì thì Ngọc ăn cái đó. Cô còn một cái bộ đồ lòng, nên nói chung là bây giờ cũng còn nè, có cánh nè, có đầu. Làm cục cỏ trước đi. Cái thịt đó nó mềm vừa ăn lắm các bạn, chấm với lại nước mắm gừng á, ăn rất là cuốn. Thịt vịt thì phải có mắm gừng, nó có thể nhai được cái xương này luôn, béo. Một cái quán ăn mà tồn tại trên 40 năm tuổi đời, đó không phải là một điều đơn giản. Chắc chắn nó đã để lại trong lòng thực khách một cái gì đó giúp cho nó tồn tại lâu đến như vậy. Người ta hay nói á, 7 cái đám cưới không bằng cái hàm dưới của vịt đó các bạn. Nó giòn, nó có cái gân nó giòn giòn. Cắn vô một cái nó dậy cái mùi thơm á, mùi vịt á. Nó là ngon. Do là Ngọc đi cuối giờ cho nên cái thịt vịt nó hơi mềm, nhưng mà vẫn ok nha các bạn. Cái này là huyết nếp nha các bạn, là huyết mình quậy với nếp á các bạn. Ngọc
rất ấn tượng với cục huyết nếp ở đây của cô các bạn. Nó rất là dai và cắn vô nó rất là mịn và thơm. Một cái tô bánh canh thịt với tô huyết như vậy, một tô như vậy, giống như Ngọc đang bưng vậy á, có giá là 30k. Còn mình kêu thêm một cái phần này, cánh với đầu với cái này là 40k một tô như vậy nha các bạn. Cái này là hai giá, bên bánh canh này riêng, còn này riêng, này 30, này 40. Bạn nào mà muốn ăn bánh canh bột sắc của cô á, thì nhớ ghé sớm sớm, tầm 3 giờ rưỡi là cô có bán rồi. Tới cổ sáng thì mấy cỡ giờ Ngọc ghé là cô bắt đầu cô dọn rồi đó các bạn. Giờ này là cô dọn về rồi, Ngọc là thực khách cuối cùng á. Ngồi đây Ngọc ăn mà Ngọc thấy bên kia có một bà bán vé số á, nhìn rất là thương các bạn. Tóc bà bạc phơ, họ luôn đi phòm phòm vậy đó, mà cầm số vé số này nè, mà hoài chưa thấy ai mua chưa á. Giờ Ngọc sẽ qua Ngọc giúp bà, sẽ mua vé số giúp bà. Bán người ta bán có giờ giấc mà bán đi đâu được dạ. Ngồi đây bán bậy kiếm dạ dùm chứ đâu đi đâu nữa. Là bình thường là bà bán ở khu vực vòng vòng đây thôi. Ngồi đây không chứ không đi đâu không. À là ngồi bà chỉ ngồi vòng vòng chợ này thôi. Bán bánh mì rồi bán bánh bao, bánh cốc tay rồi ngồi đi qua đi lại gán rồi lội qua lội lội được. Dạ. Chứ bà đi xa đi đâu cái chuyện sống đi. Dạ một ngày như vậy là bà bán bao nhiêu vé? 10 cặp. Là một mười cặp là 100 tài có thương cho bán được thì lấy thêm vài chục nữa. Dạ. Còn mấy nghiện như đó kiếm ngày 120. Dạ bà ở gần đây không? À, bà ở bên chùa Quan Âm. Chùa Quan Âm. Từ qua cầu này rồi cái xuống cầu thang về này xuống dạ. Ngay bên đây cái đi thẳng qua cầu mới đi thẳng vô tới dạ. Chùa Quan Âm là cho mẹ và chùa Quan Âm. Dạ con thấy có bao gạo là của ai biếu bà? Con đi ngang con thấy bà nội tội nghiệp người ta cho chứ bà không biết ai. Dạ người ta đâu có nói ai. Rồi chiều giờ bà ăn gì chưa? Chiều người ta cho bà ăn cơm rồi bà mới cho ly sữa uống. Dạ người ta cho một cơm chay á. Dạ, giờ bà muốn ăn gì không? Con dẫn bà đi. No rồi, không ăn. Rồi, em mở khóa em đợi nha. Lẹ lẹ. Đó, lẹ lẹ, nghe em bỏ em chạy. Ngọc mới ăn bánh canh xong thấy lẹ ra mua một ly tàu hủ Tân Châu tính lưỡi qua kia ai nhẹ đâu vô thấy toàn cơm chó không tủi thân quá chạy ra đây ngồi luôn ra công viên cạnh nhà hàng nổi ngồi ngắm nhà hàng nổi ăn tàu hủ để đến kia thấy ăn cơm chó không à. Bé đó tên gì chị? Sâu hả chị? Sâu lên đây chơi nè con. Sâu Sâu ơi bắt đuôi đi. Rồi mình mưu sinh trên cái ghe đó. Rồi bao lâu mình mới lên bờ anh? Bữa nào anh cho em theo anh chị với. Thử trải nghiệm một bữa đi bắt cá trên sông nhé. Cái này là mình đi bắt cá là mình đi buổi sáng hay là buổi tối anh? Tối mà. Dạ, là mình ghe anh là đậu ở đây luôn. Dạ, đặng em biết mai chiều em tranh thủ em sắp xếp là em quá em kiếm.